GNA, nữ ca sĩ đình đám một thời lụi bại vì scandal 714 triệu, rúng động Hàn Quốc. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ scandal chấn động của nữ ca sĩ đình đám GNA vào năm 2016. Sau lùm xùm gây chấn động, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời dường như biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí. Đó cũng chính là một trong những vụ việc nổi cộm nhất showbiz thập kỷ qua. GNA bị bóc trần qua lại với khách với giá 35 triệu won, khoảng 714 triệu đồng. Từ một nữ ca sĩ triển vọng có nhiều bản hit làm mưa làm gió trong làng nhạc, gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc châu Á, GNA đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp, thậm chí từng muốn từ bỏ cuộc sống vì bê bối này. Thế mới thấy, đằng sau ánh hào quang lấp lánh, trong showbiz Hàn tồn tại nhiều mặt trái và chỉ đến khi bị phanh phui ra, dân tình mới ngỡ ngàng. GNA sinh năm 1987 tại Canada, có tên thật là Gina Jean Choi, sở hữu giọng hát khỏe khoắn và hình thể chuẩn. GNA đã lựa chọn trở về quê hương Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Năm 2007, GNA suýt ra mắt với vai trò trưởng nhóm của một nhóm nhạc toàn mỹ nhân có tên Five Girls, gồm Yubin Wonder Girls, UEE After School, Hyosung Secret, Jiwon Spica và GNA. Tuy nhiên, cuối cùng vì công ty quản lý không còn đủ tiềm lực tài chính để debut nhóm, nên các cô gái đành phải tự tìm hướng đi riêng. Tất cả thành viên trong nhóm nhạc này giờ đây đều đã trở thành sao nổi tiếng trong làng nhạc K-pop, chỉ trừ GNA. GNA sau đó đã đầu quân cho Quiver Entertainment, công ty giải trí đầy triển vọng với 4 Minutes và Beast. Hội tụ đủ sắc và tài, thế nhưng cô phải thực tập khá lâu, không gây được sự chú ý và phải làm vũ công phụ họa của Hyuna trong ca khúc Chance. Nhưng rồi bao nỗ lực cũng đã được đền đáp, GNA chính thức được debut với vai trò ca sĩ solo vào năm 2010. Ngay từ mini album đầu tay, GNA đã đạt được thành công vang dội. GNA còn được song ca cùng ông Hoàng Biren trong ca khúc If You Want A Lover. Trong những năm đầu sự nghiệp, GNA đạt được thành công rất nhanh chóng, trở thành gương mặt được săn đón. Khán giả vô cùng thích thú trước cô ca sĩ có vẻ đẹp khỏe khoắn, thân hình gợi cảm cùng chất giọng nội lực và giàu cảm xúc. Đó là lý do cô được gọi là nữ hoàng quyến rũ của K-pop, suýt soán ngôi của chính người tiền bối Hyuna. Thế nhưng rồi sau đó, công ty quản lý đã lăng xê quá đà vẻ đẹp của nữ ca sĩ, giảm chất lượng âm nhạc, khiến cái tên GNA cũng không còn quá nổi bật tại K-pop. Lúc này, nhắc đến GNA, công chúng sẽ chỉ còn nhớ đến những màn khoe thân quá đà, phô diễn vòng một khủng nhất mắt. Đến tháng 3 năm 2016, công chúng không khỏi sốc nặng khi cảnh sát triệt phá được một đường dây mua bán trái phép của các ngôi sao nổi tiếng. Mặc dù không tiết lộ danh tính, thế nhưng dân mạng vẫn dễ dàng khoanh vùng được ngôi sao trong danh sách. Theo đó, nữ ca sĩ A đã bán cho một doanh nhân người Hàn tại Mỹ 3 lần vào năm 2010 với mức giá 35 triệu won, khoảng 714 triệu đồng mỗi lần. Cô năm nay 29 tuổi, ra mắt năm 2010, nổi tiếng nhờ giọng hát nội lực và thân hình sexy. Đặc biệt, ảnh chụp màn hình website công ty quản lý cũ của A được đài truyền hình Hàn Quốc SBS làm mờ, có giao diện và logo y hệt website của Quiver Entertainment. Mọi dữ kiện này đều trùng khớp với GNA, làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về nữ ca sĩ này. Lúc này, GNA thanh minh rằng cô không hề biết có giao dịch tiền bạc, đồng thời cuộc gặp gỡ vị doanh nhân kia chỉ là xem mắt. Cô khẳng định bị một người bạn lừa, vui vẻ nhận tiền mà không nhận ra động cơ phía sau. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin lời giải thích của nữ ca sĩ. Có nhiều tin đồn cho rằng đây chính là lý do GNA bị Quiver chấm dứt hợp đồng, xóa tên khỏi danh sách nghệ sĩ. Thậm chí cô còn phải nộp phạt cho công ty 2 triệu won, 41 triệu đồng. Sau chuỗi ngày bị ném đá, chỉ trích, GNA đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc và trở về Canada. Cô cũng hạn chế lên mạng xã hội và không còn hoạt động âm nhạc. Sau hơn một năm, nữ ca sĩ mới đăng tải lên trang cá nhân một bức thư hẹn sớm gặp lại fan. Thế nhưng đến giờ, cô vẫn biệt tâm, chưa quay trở lại làng nhạc. Dù vậy, những hình ảnh cuộc sống yên bình của cô tại Canada cũng phần nào khiến những người yêu mến GNA yên tâm. Đến nay đã 5 năm trôi qua kể từ vụ việc chấn động, GNA đã nhiều lần viết về dự định quay trở lại làng nhạc nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Vụ việc của GNA là bài học cho nhiều ca sĩ khác, không nên vì tiền mà đánh mất bản thân, đánh mất sự nghiệp.